Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại châu Âu, trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ đến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu EP và Vương quốc Bỉ. Trong lịch sử mối quan hệ hữu nghị và truyền thống Việt Nam-Bỉ, hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu. Trong gần 50 năm qua, kể từ năm 1973, Việt Nam và Bỉ cũng đã hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ thương mại tới văn hóa, giáo dục. Tập đoàn John Cookerill, tỉnh liège phía đông nước Mỹ đã thực hiện dự án lắp đặt hệ thống lọc nước thải lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn hiện mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý sơ dừa và gáo dừa thành than hoạt tính phục vụ xuất khẩu trong thời gian tới. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất than hoạt tính. Chúng tôi muốn chuyển giao công nghệ này cho Việt Nam để vừa bảo vệ môi trường, vừa xuất khẩu sản phẩm than hoạt tính thu lợi nhuận. Bỉ hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại 2 chiều 7 tháng năm 2021 đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020. Không những thế, hơn một năm qua, từ khi Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA được thực thi, nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ đã tìm thấy cơ hội tốt hơn. Rất nhiều công ty Bỉ quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn có những khoản đầu tư lớn. Chúng tôi thấy rằng đây là một thị trường rất hứa hẹn song song với kinh tế quan hệ chính trị ngoại giao giữa việt nam và bỉ phát triển tích cực đa dạng và thực chất thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao hai bên phối hợp tích cực và ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương cùng nhiều hợp tác ở các lĩnh vực khác thị trường khoa học công nghệ việt nam đang phát triển và nhiều tiềm năng những năm trước việt nam thường xuyên tổ chức triển lãm quốc tế hàng năm về điều khiển và tự động hóa với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ và tự động hóa uy tín trên thế giới do đó chúng tôi muốn có mặt tại đây Chuyến thăm Bỉ và EU của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả. Bổ sung, phát biểu của ông François Collavan, sản phẩm nước dừa tươi ngày càng được người tiêu dùng ở Bỉ ưa chuộng, đặc biệt với EVFTA, chúng tôi được ưu đãi về thuế xuất nên việc kinh doanh dễ dàng hơn.